xuất hiện trong 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu. Tuy nhiên, 3 mẫu xe này lại chịu cảnh doanh số ế ẩm tại Việt Nam. Liệu anh em có thể đoán ra được 3 mẫu xe này là gì không? Hãy cùng mê xe tìm hiểu về top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2020 trong video này nhé. Đứng đầu danh sách các mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2020 chính là Toyota Corolla Altis, mẫu xe hạng C của nhà Toyota. Doanh số bán xe đạt 1.134.262 xe. Trái ngược với thị trường quốc tế thì Corolla Altis khá ế ẩm tại thị trường Việt Nam. Đối với thị trường Việt Nam, Corolla Altis chỉ có doanh số là 2.945 xe, thua xa đối thủ là Mazda 3. Altis không còn là mẫu xe được người tiêu dùng Việt ưa chuộng như trước, bởi đa phần người mua hướng tới các mẫu xe có thiết kế hiện đại như trên Mazda 3. Vị trí thứ hai cũng là một mẫu xe đến từ nhà Toyota, mẫu RAV4 với doanh số 971.516 xe. Vẫn luôn là mẫu crossover bán chạy nhất thế giới với kiểu dáng thiết kế bắt mắt, thể thao và hiện đại. Đây là mẫu xe Nhật Bản vô cùng được yêu thích tại thị trường Mỹ. Do không được phân phối chính hãng nên khi khách hàng có nhu cầu tìm đến các đại lý tư nhân, giá xe sẽ tương đối cao. Theo một số đại lý tư nhân chào bán, Toyota RAV4 2020 có mức giá dao động trong khoảng 2,3 tỷ đến 2,6 tỷ đồng tùy vào phiên bản và trang bị. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. 3. Honda CR-V. Năm vừa qua, Honda CR-V đã bán được 705.651 xe trên toàn cầu. Đây là mẫu xe được người dùng khá ưa chuộng tại thị trường Bắc Mỹ và thị trường Trung Đông. Tại Việt Nam, doanh số năm 2020 của Honda CR-V là 11.365 xe. Khi chính phủ đưa ra các chính sách ưu đãi phí trước bạ đối với mẫu xe lắp ráp trong nước này, mẫu xe đã bán chạy hàng đầu của Honda đã chuyển đổi từ nhập khẩu sang thành xe lắp ráp. Hiện tại, Honda CR-V có giá từ 998 triệu đồng. 4. Honda Civic. Honda Civic có doanh số toàn cầu là 697.945 xe. Tại thị trường Mỹ, Honda Civic đã lấy doanh số ấn tượng lên tới 325.650 chiếc xe. Tuy nhiên, tại thị trường Nhật Bản quê nhà, Honda Civic lại không được ưu ái như vậy. Mẫu xe 4 cửa của Honda trong năm đại dịch vừa qua chỉ bán được 1.619 xe, trong khi doanh số tại Việt Nam là 2.478 xe. Người tiêu dùng Việt không còn ưa chuộng với các mẫu xe của Nhật Bản như trước, khi mà thị phần các mẫu xe Hàn trong phân khúc cao hơn rất nhiều. 5. Volkswagen T1. Doanh số của T1 trên thị trường toàn cầu là 607.211 xe. Trong 2 năm vừa qua, đây là mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam, đóng góp hơn 50% tổng doanh số. Theo đại diện của Volkswagen Việt Nam, đây là con số đáng mừng khi người tiêu dùng Việt Nam đã chú ý hơn tới thương hiệu đến từ Đức này. Giá của T1 tại Việt Nam là 1.729.000.000 đồng. 6. Toyota Camry. Toyota Camry có lợi thế lớn ở thương hiệu mạnh, kiểu dáng thiết kế sang trọng và lịch lãm, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ trẻ cho đến trung niên. Doanh số của Toyota Camry là 592.648 xe. Là một mẫu xe dễ mua, thuận bán, nên doanh số của Camry tại Việt Nam trong năm 2020 là 5.406 xe, khá ấn tượng so với các đối thủ trong phân khúc. 7. Nissan Sylphy. Nissan Sylphy hay Nissan Sentra ở một số thị trường là đối thủ của Honda Civic, Toyota Corolla, Kia Cerato hay Hyundai Elantra. Đây là mẫu xe bán chạy bởi không gian rộng rãi, chi phí sử dụng tiết kiệm, phù hợp với đa số người tiêu dùng. 8. Volkswagen Golf. Volkswagen Golf là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thế giới với doanh số hơn 35 triệu chiếc kể từ năm 1974 đến nay. Sau 45 năm, mẫu xe này vẫn nằm trong danh sách top những mẫu xe bán chạy nhất trên toàn cầu. Mẫu xe này tại Việt Nam không được phân phối chính hãng. 9. Volkswagen Lavida. Doanh số của mẫu xe này tại thị trường quốc tế là 463.804 xe. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe của nhà Volkswagen luôn đứng top những mẫu xe bán chạy nhất. 10. Hyundai Tucson. Với doanh số 462.110 xe trong năm 2020, thì đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc crossover toàn cầu. Tuy nhiên, gần đây mẫu xe này lại dính nhiều tai tiếng tại thị trường Mỹ. Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc vừa thông báo triệu hồi 471.000 chiếc Hyundai Tucson tại Mỹ vì nguy cơ cháy xe liên quan đến hệ thống ABS. Ở Việt Nam, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 799 triệu đồng. Mặc dù thống trị thị trường quốc tế, nhưng các mẫu xe Nhật Bản tại Việt Nam không còn được người Việt ưa chuộng bởi phần trang bị trên xe còn ít ỏi và sơ sài so với các mẫu xe Hàn Quốc. Mẫu xe mà bạn yêu thích có trong danh sách này không? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ mê xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có group anh em mê xe để anh em có thể thảo luận về các mẫu xe mới ở dưới phần mô tả. Tôi là Minh Hiếu, xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.